Xin chào tất cả mọi người. Khi mà sử dụng các dòng xe gắn máy thì mình thấy có nhiều bạn hỏi mình là ở dưới yên xe nó sẽ có hai cái móc nhựa. Vậy thì hai cái móc nhựa này nó sẽ có tác dụng gì? Ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Có 3 trường hợp các bạn có thể sử dụng hai chiếc móc ở dưới yên xe để treo mũ bảo hiểm nhé. Trường hợp đầu tiên đó là đối với những dòng xe có cốp nhỏ, ví dụ như Grand Pha, các bạn không thể nào để vừa một chiếc mũ bảo hiểm ở trong cốp thì các bạn có thể sử dụng móc ở dưới yên xe để treo mũ bảo hiểm. Trường hợp thứ hai đó là đối với những dòng xe có cốp rộng nhưng mà bạn đã để quá nhiều vật dụng ở trong cốp rồi, không còn chỗ để cho bạn để mũ bảo hiểm nữa thì bạn cũng có thể sử dụng móc treo mũ bảo hiểm để treo mũ nhé. Trường hợp thứ ba đó là khi chiếc mũ bảo hiểm của bạn có giá trị khá cao hoặc là bạn không muốn mũ bảo hiểm của bạn không cánh mà bay khi bạn để xe ở nơi công cộng. 100% mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên thị trường thì đều sẽ có một chiếc móc nhỏ như thế này. Các bạn có thể sử dụng chiếc móc ở mũ bảo hiểm như thế này để treo vào móc dưới yên xe. Sau khi treo vào, các bạn chỉ cần đóng cốp xe lại là yên tâm về chiếc mũ bảo hiểm của mình rồi. Đối với những dòng xe sử dụng khóa Smart Key, sau khi treo mũ bảo hiểm và đóng cốp, các bạn lưu ý là các bạn phải bật remote về nút up nhé. Nếu các bạn có những thắc mắc về các dòng xe Honda, hãy để lại ngay bình luận để được giải đáp nhé. Xin chào!